Hello cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ review ăn cơm gà lê chiên đây cả nhà. Cái hộp đó gì đây? Cơm gà lê chiên. Cơm gà lê chiên. Hỏi sức ăn no, không lo bụng ngọt gì. Nó buồn. Đây. Đi bỏ trong cái bọc này đi. Bồn một nghĩa đi, nghĩa đi. Ra đũa. Cái khăn lại, ghê khăn nước. Một cái muỗng. Một cái xanh. Sức hơi sức ghê này hết rồi này bỏ đâu đây bỏ đây đi hai ông nữa đây bỏ đây cho mình đi sức ghê đây chen đây có cái gì nghe các bạn để mình cho nó ăn coi. Oh gà yeah. Thịt gà với con biển có 10.000 các bạn gì yeah. Gà với con biển có 10.000 ngon quá nếm gì ăn các bạn mua vô là để à đúng rồi. Hôm nay ăn cơm với các bạn. Thuộn quá. Sáng giờ ăn gì? Gà miếng. Tương ớt vô. Mình không ăn nước tương. Dạ không quen á. Có cái gì để đi đâu bên đây nè. Ây da, trời ơi nó bị gãy nè. Kệ đi. Trộn lên nghe mình giật tiếp mà mới yếu. Ngon quá. Đây những cái dưa đây à. Miếng phi dê.
lắm á. Rồi nó sắp. Nó làm dính này em đấy, làm được. Là phải lên
nó bạn còn tóc chưa tới đây chiều em đi ăn súp ha. Tiền đi. Súp này các bạn, mình sẽ cắt ở tiếp theo nha. Các bạn đang làm để ăn súp gà tiếp theo.